Em xin chào tất cả anh em mình ha. Buổi sáng nay em với anh Tài lên cho anh em 4 cái máy phát cỏ sử dụng cho gia đình mình ha. Để em quay sơ lược cho anh em mình coi. Cái này máy này là cái máy số 17, này số 18, số 19, 20. Là con đầu tiên là con Magu 26. Cái này giật cho lực anh em. Cái này đặc biệt là thích hợp cho phụ nữ không thôi là mấy em trai mà nó còn nhỏ nhỏ á. Mấy cái này giật rất là nhẹ mà nó chụp giật nó rất lâu hơn anh em. Rồi em quay chi tiết cho anh em mình coi cái Magu 26 này ha. Cái ngoại hình thì em nhìn nó cái màu này nó màu hồng. Chắc em nghĩ màu hồng nhưng mà nó để mưa nắng thì nó thành ra màu hồng nhạt anh em. Đặc biệt có cái ưu điểm của dòng này là nó bền. Ít hao xăng. Và với linh kiện rất là dễ thay. Rồi thêm cái chi tiết nữa là cái này là cái tay lái lớn nè. Để tay ra bóp nữa nè. Là cái này nó lợi thế của nó nhiều anh em. Thứ nhất là nó mạnh nữa nè. Dòng Magu 26 này bê tông nó 34 ly đó. Còn bên em bán mỗi cái thì theo như cầu của anh em là tặng một cộng vô quẩy nè. Một cái mở bogie nè. Cái này anh em mở được cái lưỡi cắt mình luôn ha. Thứ ba là cái lục giác. Thứ tư là cái dĩa phát cỏ tròn. Bên em là chơi dĩa tròn không mà dĩa dẹp em không dám chơi. Còn cái này thì em quay chi tiết cho anh em mình luôn ha. Cái này cái cản cỏ nó bị nứt nè. Thì này anh em nào có chốt thì em sẽ thay cái cản cỏ khác ha. Bị này nó nguyên bộ của nó. Còn đầu bò thì em bao lăn im cho anh em. Rồi nhờ con test giùm cái Tài. Quá nhạy anh em ơi. Cái này rất là nhạy luôn á. Tắt con dịch lại đây Tài. Quá nhạy luôn. Cái này là công tắc trên tay lái nha anh em. Cái này công tắc trên đây nè. Rồi cái này em bán cho anh em là 1.800.000 tặng kèm 4 món anh em. 1.800.000 anh em nhớ là cây đầu tiên là cây số 17 nè. Cái này rất là nhạy anh em ơi. Cái này em bé gì cũng được nè. Nằm 34 ly. Rồi cái cây số 18 đây là cái Magu 26 nữa. Ở chỗ em là đặc biệt rất thích cái dòng Magu 26 nè. Tại em thấy nó bền anh em ơi. Bền dễ thay đồ. Mua đồ đâu cũng có vậy. Tình trạng máy là nó nguyên zin anh em. Cái này là máy bãi. Cái này thì cái tay lái nó tay lái nhỏ nè. Cái cần thì còn tem chữ đầy đủ hết. Tem chữ đầy đủ. Mỗi cái thì em cũng tặng đều cho anh em 4 món ha. Là mỗi cái là tặng một cái dĩa phát tròn, một cọng dây quẩy, cái lục giác, cái tiếp mở bogie, đặc biệt là tiếp mở bogie rất là dày anh em. Rồi nhờ con test hàng máy này. Cái này thì tay lên ra tay lai rồi anh em. Máy chạy gần khá bốc. Con test lên cái này. Cái này trên cái tay lái nó không có công tắc nên thợ em có chế cái công tắc nằm trên đây nè anh em. Anh em lưu ý nha. Magu 26 nòng 34 ly. Cái bô còn sáng giới luôn anh em ơi. Bô còn rất là đẹp. Cái dòng này anh em phát cỏ một cái nó đã cực kỳ luôn. Phát cỏ không thôi là anh em mình trồng đầu tươi mà rau nào nước ít ít. Anh em gắn cái tu hít vô đây nè. Bên em có bán tu hít ha. Anh em thọt xuống nước tưới phát cỏ nó mạnh lắm. Ô mình tưới nước nó mạnh lắm. Rồi cái này em bán cho anh em 1.700.000 tặng 4 món. Rồi con bỏ lên trên đi con. Magu 26 cây số 18 nha anh em. 1.700.000 em tặng 4 món. Chuyển con ấy xăng ra đi con. Còn cái cây số 19 này, cây này đẹp nhất nách nè. Cây này là đúng bài nó luôn. Cái này quá trời đẹp luôn anh em ơi. Này anh em nào mua máy kiển mua máy nỉ đã nè. Cái này là sắt lớn nòng lớn này. Magu 23 nòng nó 32 ly nhưng mà cái dòng sắt lớn này là nó chạy mạnh lắm anh em, đẹp sắc sảo luôn. Có cái môi này là mấy đứa con nữa gắn, cái này nó chưa có vô ngàm nè nha. Mấy đứa cháu nó mở ra trong cái thời gian mở ra mình rửa gắn vô cái ngàm này nó bị chè nè. Nồi này em gắn lại ha. Cái bình xăng còn trắng tinh, nắp xăng cũng rất là mới luôn. Cái này quá mới anh em ơi.
chỉ có cái chỗ cái gòn chỗ cổ xăng nó xịt nước rửa xong nó bị chóc tùm lum hết chứ. Cái máy này anh em xài bền lắm. Đầu bò chén kẹp rồi mới chát này rất mới anh em ơi, coi nhà con tép giùm tài tiếng rất là bông chắc chắn nha nè, may nè tập tới rồi tiếng rất ngắt con đất nằm đây nè nha, con đất nằm phía sau ốc nó còn trắng lính gì rồi nhờ con tép lại cái nè con đó ok lớn. Rồi cái này em bán cho anh em 1,7 triệu nha anh em lưu ý nha. Cây số 19 là 1,7 triệu vẫn tặng 4 món bao ship luôn. Rồi nhà con bỏ lên trên đi con. Con gót ra cái can đó chị. Con gót cái can con hút cái gì nó không hết đâu coi. Còn cây cuối cùng này là cây Maru. Cái này mắc tem này không biết cái Maru 21, 20 gì. Hay là 23 em cũng không biết luôn. Này bán mò cho anh em luôn, bỉa mất tem em cũng biết là Maru mấy nữa. Cái này là tôm gời, đặc biệt cho anh em là cái này là mình lên mình sẽ thuốc được nè. Mình lên mình sẽ thuốc được, cây số 20. À, ngoại hình thì không mới, không cũ. Cái này là máy bẫy anh em, máy bẫy 100%. Đầu bò tay lái cũng đầy đủ chân nè. Nhưng mà cái tem cần này thì nó hơi sình dơ tí xíu nha, chứ nó hơi chóc nè. Cán gác thì nó còn dày cứ ngắt, ốc ghim nguyên si luôn, chưa có đụng chạm, chỉ có tay lái nó hơi, cái cần là nhìn hơi cũ nè. Rồi nhờ con test hàng cho bà con mình coi, này lợi thế của nó là tôm gời nha anh em. Con là gà lớn kia, hết xăng hả? Còn xăng không? Cái công tắc ở đây nè nghe nè, điều là công tắc ở đây ốc nó còn vàng quá nè, mà nhờ con test lại cái nó cho bà con mình coi nè. Cái này bình xăng ghim là nói chung là ghim nguyên si, chỉ có con ngoại hình là cái bình chứa xăng nó hơi xuống màu anh em, nhìn nó không được đẹp không, nhưng mà lợi thế của nó là tôm gời anh em, lên mình xịt thuốc ba cháy vô chát luôn. Còn anh em chế xe đạp nhỏ nhỏ là cho em bé rồi nó chơi ha, cái này nó tiện lắm nè. Ở dưới anh em lưu ý giùm em nha, bên em hỗ sẽ hỗ trợ hết mình cho anh em mình, đặc biệt là ví dụ như máy mà anh em đặt hàng bên em á, có khi 3 đến 4 ngày những anh em ở xa là lên nó có tình trạng là giống như anh em không có gần về máy, mình không bơm xăng hoặc mình không biết cách tốc e ha, thì anh em cứ alo trực tiếp cho em, bên em sẽ hỗ trợ anh em mình hết mình luôn, để mình xử lý những cái trường hợp mà máy đi lâu nó không chạy thì em biết bao nhiêu em sẽ hỗ trợ anh em bao nhiêu ha, nhưng mà chắc chắn là có lúc anh em sẽ dùng tới, hoặc là anh em nào mà không có mua bên em cũng không có bình thường không có chuyện gì hết, cần bên em hỗ trợ thêm cái bộ phận nào hoặc là cách xử lý máy nó chậm nổ làm sao thì bên em sẵn sàng chỉ dùng cho anh em ha, em biết được nhiêu em chỉ nhiêu chứ không phải là mình giỏi gì, nhưng mà những cái cơ bản thì em biết. Rồi nhờ con giật lại cái nó nha con. Rồi ok con, cái này em bán cho anh em 1,4 triệu em bao ship, em cũng tặng 4 món nha anh em. Cái này em không biết là nó là Maru mấy, để cái chụp giật này nó chóc tem nè, nhưng mà chụp giật kia nên em xài rất là bền. Rồi cảm ơn con nhiều Tài. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha, em rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em. Anh em có cần thêm thông tin gì bên máy nổ bên cửa hàng Đức Thắng, nhờ anh em nhờ kênh chính sách Đức Thắng đăng ký giùm em ha, để khi em có đăng một cái video nào hoặc là lên những cái dòng máy nào thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Rồi em chào tạm biệt anh em.